ngay ngắn, đều đặn. Dứt khoát. Đây là các động tác của một bài võ cổ truyền trong buổi tập thể dục giữa giờ của học sinh trường Trung học cơ sở Mỹ Lệ thuộc xã Mỹ Lệ, huyện Cần Đức, tỉnh Long An. 4 năm qua, 35 động tác trong một bài võ cổ truyền khiến các em học sinh thích thú, tập trung thực hiện hơn những bài thể dục kiểu mẫu trước đây. Và hứng khởi hơn, vườn rau sạch, xanh mướt, rộng hàng trăm mét vuông ở góc sân trường. Nơi đây được đặt tên là Khu vườn vui vẻ, câu lạc bộ nông gia tương lai. 12 lớp học tại trường là 12 câu lạc bộ nông gia. Ngoài thời gian học, học sinh nhiều lớp lại quây quần bên các líp rau muống, rau cải để chăm sóc, nhổ cỏ, làm đất. Câu lạc bộ nông gia tương lai của trường Trung học cơ sở Mỹ Lệ ra đời từ năm học 2015-2016. Lúc ấy, một số thành viên trong dự án rừng và đồng bằng Việt Nam do Tổ chức Quốc tế Hoa Kỳ tài trợ đã đến trường và đưa ra mô hình trồng rau, trợ đất sinh học, hạt giống, phân bón, và những cán bộ khuyến nông của tỉnh Long An cũng tham gia tập huấn cách thức trồng rau cơ bản đến thầy cô và học sinh. Từ 30 em tham gia trong năm đầu, nay đã tăng lên 12 lớp. Nói chung là nó cũng đạt cái kết quả cũng khả quan. Mỗi một cái năm học như vậy thì ở các lớp thì thực hiện khoảng từ 4 cho đến 5 lượt. Trong quá trình thu hoạch thì sẽ chia đều cho tất cả các em học sinh, chứ nhà trường thì không có thu cái lợi nhuận này. Mà chủ yếu là giáo dục cho các em có được cái kỹ năng sống, cũng như là biết được cái cách thức trồng được cái rau sạch, rau an toàn về nhà sử dụng. Mỗi lớp tổ chức thành một câu lạc bộ nông gia tương lai, được giao một khoảng đất để trồng rau. Không chỉ thế, thầy cô trong trường cũng tham gia thành 3 tổ, trồng rau để các em học sinh làm theo. Việc trồng rau được thực hiện vào những tiết ngoại khóa, vào giờ ra chơi, vào những thời gian trước và sau buổi học, và trên tinh thần hoàn toàn tự nguyện. Các em tự bàn nhau tìm hạt giống, tự thảo luận cách thức làm đất, bón phân. Câu lạc bộ rất là thú vị bởi vì nó đem lại cho em nhiều cái kiến thức mà ở trường lớp không thể tham gia, không để đem lại được. Em được làm việc cùng tất cả các bạn thì nó cũng gắn thêm cái tình đoàn kết cho mọi người và mình làm quen được với nhiều bạn mới hơn. Em rất là hào hứng, em học được nhiều kiến thức hơn về nông nghiệp. Em được vui chơi và những công việc đó thì nó không có ảnh hưởng gì tới việc học của em mà càng thêm thú vị hơn nữa. Trồng rau sạch đó là một cái gọi là cái giải pháp rất là tốt. Tại vì hiện nay thì có rất nhiều người mà trồng theo kiểu là dùng thuốc hóa học để làm cho cây nó tăng trưởng cho nhanh, cho mau. Thì cái việc đó rất là có hại đối với con người và xã hội. Thì cái việc này sẽ giúp ích rất là nhiều cho con người, giúp về sức khỏe nữa. Qua cái câu lạc bộ này thì cũng có thể hướng cho các em đến cái nghề nghiệp của mình sau này. Các em có thể suy nghĩ hơn về cái nghề nông. Không chỉ là làm lúa hay là trồng hoa màu mà các em có thể cố gắng học tập để có thể là chế tạo ra các loại máy hay là các em lai tạo những giống mới để giúp cho cái nghề nông này nó ngày càng phát triển hơn và tạo ra những cái sản phẩm sạch, rau sạch để cho bà con nông dân mình dùng tốt hơn. Không chỉ tạo thói quen lao động, giáo dục về trồng trọt, việc tạo nên được những líp rau sạch hoàn toàn bằng phân hữu cơ còn giúp các học sinh ở trường Trung học cơ sở Mỹ Lệ ý thức hơn về khái niệm thực phẩm sạch, về môi trường. Những câu lạc bộ nông gia tương lai tại đây đang thực sự là mô hình giáo dục trực quan gây nhiều cảm hứng cho học sinh sau những giờ trên lớp, đôi khi có phần mệt nhoài chỉ với bảng đen, phấn trắng.